Lại là hoa quả dầm muối ớt mà chỉ có 50 nghìn một cân thôi. Hôm trước thì mình ăn thử ở bên Thái Phiên xong mọi người chỉ qua chỗ Tam Trinh để mua ấy. Ôi tiện quá vì chỉ cách công ty mình 3 bước chân thôi. Chưa cần biết là hoa quả có ngon không nhưng mà chị bán hàng này dễ thương lắm. Đon đả dễ gần mà cứ thấy cười suốt thôi à. Chị đứng ở ngay trước cửa Techcombank ấy mọi người, đông lắm. Mà mình thấy các chị ở văn phòng á mua 10 nghìn dứa, 10 nghìn xoài chị cũng bán luôn. Ở bên này thì chị sẽ đóng hộp nhựa này nhìn trông xịn hơn xíu. Mua suốt từ chiều mà mãi đến tối muộn mình mới ăn ấy. Eo, ở bên này trông có cả roi này nhìn trông xịn ha. Nhưng mà như là chị cho mình hơi nhiều xoài mất rồi. Để cho đỡ trông vắng thì mình sẽ đề co thêm mấy quả mận nha. Mời cả nhà một cốc trà mơ ở Mơ Cà Phê nhà mình nhé. Mọi người ở đây có ai đang kinh doanh đồ uống mà muốn bán một cái sản phẩm đại trà như là cả làng đang bán 10.000 mà một mình nhà mình có thể bán được 20 đến 25.000. Inbox mình chỉ cho một cái tip này hay cực. Quay lại mukbang thì cái xoài hơi chín rồi. Theo khẩu vị của mình nhá thì hơi nhạt, có lẽ là cần thêm một chút muối ớt nữa thì nó sẽ vừa vặn đậm đà hơn. Cái miếng dứa thái dày hẳn lên ấy thì mình thấy sẽ ngon hơn này. Thì rất là ok, rất là giòn. Nhưng mà lúc nãy ở trên xe thì mình thấy có cả ổi này mận cơ. Nhưng mà lúc đấy mình mua thì cũng kiểu đông khách quá ấy. Thì chắc là chị ý làm cũng hơi vội. Roi ngọt lắm luôn ấy mọi người ơi. Nhìn hoa quả dầm mà có roi trông xịn nhở. Bởi vì gần công ty nên chắc chắn lần sau mình sẽ quay lại và order một cân hoa quả full topping. Nếu bạn xem được clip này mà có lỗ thèm thì mai mua ăn thử nhá. Giờ thì bye bye.